Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm trùng sấy khô Profit. Đây là sản phẩm được trùng quế An Phú sản xuất với quy trình sấy lạnh nhằm đảm bảo các thành phần protein, vitamin và khoáng chất có trong trùng quế. Sản phẩm này rất tiện lợi để sử dụng, bảo quản và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cá yêu của các bạn như cá rồng, cá dĩa, cá la hán. Sau đây tôi xin hướng dẫn cách sử dụng. Thì trước tiên chúng ta dùng một thố nhựa và cho một ít nước sạch vào đó. Sau đó chúng ta khui bao Profit và lấy một ít vừa đủ cho cá ăn để ngâm vào thố. Thì như các bạn thấy đấy, hồ cá của tôi là có 6 con cá dĩa. Mỗi lần ăn, tôi cho khoảng 10 đến 15 con trùng sấy khô là đủ. Tại sao chúng ta phải ngâm trước khi cho cá ăn? Vì cá rất là ham ăn. Nếu chúng ta cho ăn còn khô thì cá nuốt vào dễ bị tổn thương cái thực quản và chết. Đối với các loại cá nhỏ hơn thì chúng ta nên cắt nhỏ ra trước khi ngâm. Sau 3 đến 5 phút chúng ta có thể cho cá ăn. Chúc các bạn thành công!